Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Diệu Nhi, em sắp làm vũ công à? Em không biết là em nghỉ đi diễn luôn rồi hả anh Huy? Em đi làm vũ công là em nghỉ đi diễn không, rồi hả? Không, tại vì hôm nay chị thấy để hé bộ đồ của Diệu Nhi giống như là những cái người mà nhảy dance box á, mà nhảy dạng như là mấy điệu van đồ đó. Đồng quê. Thôi mà anh chị, ý chị nói mặc đồ quê mùa hả chị? Thôi anh chị đừng phải. Em à, em phải hình dung một cái điệu van lãng mạn tưng 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 giữa một đồng quê. Sao em lại suy nghĩ vậy? Em tưởng ý chị nói vấn đề mặc đồ quê mùa, nhưng mà anh Huy với chị Ốc á, đừng có chú ý đến quần áo của em nữa được không? Diệu Nhi ơi, em thấy bài đó như thế nào? Bài hát vừa rồi đã, em thấy là em vỗ tay rất là nhiều, Diệu Nhi à? Dạ đúng rồi, rất em rất là hay. Em có thấy hình ảnh của mình trong đó hay không? Hình ảnh xe lam á, lam lũ. À, anh thấy lam lũ là hợp, em đang mặc bộ đồ rất là lam lũ đó. Bộ đồ này này của em là nãy chị Ốc nói là em sang lắm á, em kiểu đi nhảy đầm chứ bộ. Đâu chị nói là đồng quê. Để thế chưa?